Tăng đoàn đã thắp sáng cho rất nhiều cuộc đời tối tăm, tuyên giảng những lời chân lý giống như tiếng trống của sư tử, phá trừ tất cả vọng tưởng tà kiến. Sư tử cũng có biệt hiệu là chúa tể của rừng xanh. Sư tử bước ra khỏi động và nhìn khắp bốn hướng, trống lên âm thanh như sấm rền, tiếng trống vang xa, chim chóc bay hoảng loạn, cá sấu lặn sâu vào dòng nước, đàn voi khi nghe thấy tiếng cũng quay đầu bỏ chạy. Cũng như vậy, tiếng hống của chân lý vô thường làm rung chuyển nhiếp phục hết thảy tà kiến và mê tín, không bị trói buộc, không chấp trước hay là bất an. Đạo của ta như âm ba của sóng biển, khiến chúng sinh ngu muội mê hoặc, lập tức tỉnh thức, kinh ngạc, rồi tự hỏi giữa trùng trùng nguy nan như vậy, nơi tối tăm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, giờ đây đã đến lúc xô ngã bức tường che chắn điên đảo vô minh này. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ tôn xưng lời dạy của ngài là sư tử hống. No.